Mẹ có thầy con không? Cha mẹ em chắc là chưa còn Biết rồi. Lâu tuổi rồi. Như vậy, sao mà đi thầy biết cô cứu không thầy? Thầy nhớ còn nhớ cô cứu không? Cô cứu kia chắc lâu mà. Dạ, cũng may đó, là bà nội con đó. Dạ. Con là con châu thần, thầy biết không? Biết không? Con châu thần ở trong cái xóm cấm cây me nhà. Xóm cây me. Thầy biết không? Thầy biết con không? Họ con học trưởng thầy Tám vô đây nè. Ở chùa mình có thầy Tám dạy. Dạ. Đó, ông thầy Mười cũng ở sau cái hàng tre đó. Hồi lúc thầy về tu đây là ông thầy Mười có rồi chứ hỉ? Ông thầy Mười á, thầy nhớ không? Ông thầy Mười không ở hàng tre, ngày Thích Quân Thiên ông cho ở. Ông thầy Thích Quân Thiên. Thầy hay mang cái guốc á. Dạ. Thích Vân Thiên mà không thầy? Dạ. Chùa, cảnh chùa đẹp quá. Rau. A Di Đà Phật. Con xin phép thầy, con đi chiêm ngưỡng. A Di Đà Phật. Cho con chụp chung với thầy. 1. Cho con xin cửu phước. ~2018 con có đủ phước gặp hai thầy. Cô ở đây lâu lắm rồi, hai thầy ở đây mấy chục năm rồi. Học thờ ông thầy mình còn ông điệu tới bây giờ. Cô học là ông thầy còn điệu mà hàng ruộng tới đây. Đây con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ dạ, A Di Đà Phật. Dạ dạ. Chùa chân thầy cũng bị ấy bớt không thầy? Dạ. Chùa tội quá. A Di Đà Phật, cầu nguyện mười phương chư Phật.